Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Trước khi đến với bộ gift code mới nhất trong tháng 6 thì mình sẽ hướng dẫn luôn anh em tuân thủ cách nhập gift code cái đã nhá. Đầu tiên là anh em click vào avatar nhân vật này. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần trung tâm người dùng anh em ơi. Bây giờ thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện hộp quà đây anh em nhá. Piu, trao đổi mã quà tặng. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành nhập code thôi anh em. Anh em tuân thủ lưu ý là phải nhập đúng cả cái mã xác minh ở đây đấy nhá. Gift code đầu tiên là BigPick2024. Gift code thứ hai là Happy999. Gift code thứ ba Pick666. Gift code thứ tư Big888. Gift code thứ năm Super999. Gift code thứ sáu Bird2024. Gift code thứ bảy là Pick2024 anh em ạ. Gift code thứ tám Top2024. Gift code thứ chín VIP999. Gift code thứ 10 Chi111. Gift code thứ 11 Hitch888. Gift code thứ 12 AC888. Gift code thứ 13 Soul666. Và gift code thứ 14 cũng là Soul888 luôn anh em ơi. Đây là hai cái code kết hợp với đấu la đại lục anh em nhé. Gift code thứ 15 TITD97CWO. Gift code thứ 16 TD5KIV. Gift code thứ 17 IV10KL. Gift code thứ 18 Hạ gục 6789. Gift code thứ 19 TITD2SV77. Và code thứ 20 TITD9D1AR. Và đây là những phần thưởng mà chúng ta nhận được sau khi nhập 20 cái code anh em nhé. Đó, ngon chưa? 580 người linh thạch này, 320 phù thiên diễn. Rồi thì cả vé chiêu mộ tinh quái đấy, dẫn hồn chú anh em nhé. Đào 960 đào luôn, tha hồ mà chặt cây giai đoạn đầu, 1150 tiên ngọc nữa anh em ạ. Perfect luôn. Thì nếu như anh em muốn cập nhật thêm nhiều gift code mới thì nhớ đăng ký kênh nhé. Mỗi khi có gift code mới hoặc có những cái sự kiện để mà lấy code thì mình sẽ cập nhật cho anh em và hướng dẫn anh em làm thế nào để có thể lấy được code. Và nếu như anh em là một tân thủ mới chơi game thì nhớ xem thêm cái series hướng dẫn tân thủ đang hiện ngay trên màn hình nhá. Chúc anh em cày game vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.